Ta có hàm số xác định khi và chỉ khi m trừ x phải lớn hơn hoặc bằng 0, rồi tương đương với lại x phải bé hơn hoặc bằng m. Bây giờ ta sẽ giải phương trình ở mẫu bằng 0, tức là f bình x trừ 2 fx bằng 0, thì tương đương với lại hoặc là fx bằng 0 hoặc là fx bằng 2. Ta sẽ tương đương với lại khi fx bằng 0, ta thấy phương trình fx bằng 0 có tổng cộng là 3 nghiệm phân biệt, đó chính là x bằng x1, x1 thuộc trong khoảng trừ 2 cho đến trừ 1, x bằng 0 là nghiệm thứ hai, và x bằng x2 với điều kiện là x2 thuộc trong khoảng từ 1 đến 2. Và phương trình fx bằng 2 có các nghiệm là trừ 1 là nghiệm kép và 2. Vậy phương trình f bình x trừ 2 fx bằng 0 có 5 nghiệm phân biệt. Đồ thị hàm số y có 5 cực độc đứng khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng 2. Ta đặt phương trình đây là 2 và đây là điều kiện 1. Vậy thì hàm số có 5 thì cần đứng khi phương trình 2 có 5 nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện 1. Vậy, điều này tương đương với lại m phải lớn hơn hoặc bằng nghiệm lớn nhất là 2. Vậy đáp án bài toán là m phải lớn hơn hoặc bằng 2.